Dạ, Nhân xin chào cô chú và các bạn nha. Hôm nay chủ nhật thì Nhân có đi mua một ít thức ăn để mà mình nướng ăn tối á. Đây, mình sẽ cho cả nhà xem. Đây, cái này là rau mình mua thêm nha cả nhà. Rồi, con rất rồi. Rồi, mình có mua là một cái thịt dê ốp sẵn nướng cả nhà. Nè, không mở ra. Cái này là rau, rau người ta cho, nhưng mà cái rau này mình thấy mình ăn không được cả nhà ơi. Cái rau này khó ăn quá nè. Rau này nó hôi gì quá. Đây. Đó, rồi, con lấy ra luôn. Lấy cái bọc ra. Đúng rồi. Thì hôm nay thì mình có mua chút ít thịt dê. Rồi dẹp cái đó qua bên đi, dơ rửa tay nha. Để nướng ăn thử tối với cả nhà. Bây giờ mình sẽ nướng bằng cái bếp này nha. Giờ cũng tối rồi, cho nên mình không có than gì được, cho nên bây giờ mình sẽ nướng bằng cái bếp này đi. Giờ cũng 7 giờ mấy rồi cả nhà. Rồi, mình có nướng thêm này. Đậu bắp khóm mình cũng mua thêm. Đây là rau. Rau này khó ăn quá cả nhà. Rau này á, hôi lắm, nhiều Nhân ăn không được cái rau này. Rồi tí này này mình sẽ nướng nha các bạn. Đó. Này thịt dê các bạn ơi. Này, mình có mua hôm gà á các bạn, mình vì kẹt công việc quá các bạn cho nên mình cũng không có lên clip các bạn ơi. Đây là mình nhiều việc quá. Mong các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Mình hôm gà mình cũng không có gặp các bạn được, thế nên là mình việc công việc quá. Cứ đẩy hết đi. Đây các bạn ơi, tối thì mình ăn này nó sắc dày quá cả nhà. Hồi nãy người ta hỏi mình về nướng hả, là người ta nướng thì mình ngồi mình đợi, còn thôi nó mình ở về nhà để mình nướng biết điểm. Cái này anh thắt dày quá các bạn ơi, dày quá, sắc dày quá. Mình sẽ bỏ đậu bắp vô đây mình trộn luôn các bạn ơi, trộn mình nướng luôn, nướng cũng thêm. Cho nó ướp ướp mình nướng cho nó ngon hơn, ăn cho nó có cái chất béo béo. Đấy, nó ướp rồi đó các bạn. Để bỏ lên luôn. Ủa sao nhiều quá vậy ta.
À, một chút xíu nữa mình hạ bỏ cái này lên nha. Đó. Giờ mình sẽ này mình ăn tối nha. Chất khối ngợp nhà này luôn quá. Bởi vậy đây mình nướng nãy giờ thì nó cũng chín rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy hấp dẫn ha. Đó. Mình mua có ít à. Này, mắc quá mua không nổi các bạn ơi. Về à, mắc quá. Mình cũng không. Đó, vàng nha các bạn. Cuối cùng thì nó cũng chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa thôi. Chín rồi, gì là chín rồi các bạn ơi. Chín không? Cho lửa lên chút xíu nữa các bạn ạ. Lên lên số 4 cho nó nóng lên cái nữa là nè, nó chín rồi. Bắp thì chín rồi nè. Đó, chín rồi đó mấy bạn. Chín rồi cả nhà ơi, cả nhà mình ơi, chín rồi. Vàng hết rồi cả nhà ơi. Chín hết rồi cả nhà ơi, rất là thơm ngon cả nhà ơi. Mình nướng thêm đậu bắp nha các bạn. Mình nướng thêm một mớ đậu bắp nữa đi. Rất là ngon nha cả nhà, rất là thơm ngon rồi. Đây nè cả nhà, dĩa thịt của mình nãy giờ nè cả nhà, vàng không? Còn thấy không cả nhà, mình ăn kèm với rau nè, rau sống, khóm, chua chát. À, cục sót đang cháy đậu bắp nữa cả nhà ơi. Rồi mình sẽ nướng thêm nấm nữa cả nhà. Thêm nấm nữa. Tay ướt ướt để vô nó giật. Nó giật các bạn ơi. Nướng thêm nấm nữa. Chín rồi nè các bạn. Chín rồi cả nhà ơi, đậu bắp ấy thì nó héo héo là mình ăn ngon rồi nha, không cần chín dữ đâu. Đó.
Cái này mình nướng thêm cái núm này đang cho con mình nó ăn. Cả nhà ơi, ôi, đậu bắp mình nó héo héo ăn được các bạn ơi, không cần chín dữ đâu, à, héo héo là ăn ngon rồi. Đậu bắp thì mình không cần chín dữ nha, héo là ngon rồi đó, nó khét luôn này, héo gì nữa. Rồi xong rồi đó các bạn. Xong rồi các bạn đó, chính là nè. Rồi cuối cùng mình cũng nướng chín rồi nghe mấy bạn. Đây đây là thịt bò ô lộng, thịt bò là bò dê, thịt dê mình nướng kèm đậu bắp. À, mình ăn với nấm gì ta, nấm này mình cũng không biết nấm gì luôn mấy bạn ơi. Cả nhà ơi, núm này mình không biết núm nướng rồi chín rồi, ăn cho nó ngọt ngọt. Mình ăn có chao ha, chấm với chao. Rồi bây giờ mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng với ăn tối với mình nha. Thì mình ăn rồi à, mình có uống bảy úp. Bảy úp nha các bạn. Đây, thêm này là cái gì nữa đây? Xá xị nha các bạn. Đây, thêm một chai C2. Rồi, tối nay mình có nhiều đó các bạn. Rồi, gom lại. Nè, Rồi, mời cả nhà đi con. Mời cái nhà ăn cùng con. Đó, bây giờ cả nhà mình sẽ ăn tối nha cả nhà. Lúc này mình cũng bận quá, mình không có ra clip được cả nhà ơi, mong cả nhà cũng thông cảm cho mình ha. Thì hôm nay mình có này để xếp bên kia. Thôi thôi không ăn à, có ăn không? Sao đâu, con ăn thử miếng thịt thôi, nó ngon không? Nè, bự quá, gấp cục nhỏ dễ ăn chút, lấy kéo hớt mẹ. Đúng rồi, hớt nhỏ là đi, bự quá ha. Cho nên ngồi xếp bằng đàng hoàng lại cho ngồi kỳ vậy. Đi. Đâu, con nghiện miêu coi, ngon không? Con xuống nhiều Đây su rồi, còn chấm gì không hả? chào ngon quá mọi người ơi. Rồi thằng kia ăn gì không? Không ăn hả? Uống nước thôi hả? Này nó uống nước rồi, nó không biết ăn các bạn bạn này nha, bạn này uống nước thôi chứ không ăn. Bạn này những cái món này bạn này không thích. Con gái thì sao? Không bỏ đi thịt đó. Mời mời cả nhà mình nghe. Rồi, mời cả nhà. Ôi, mình mời cả nhà mình nghe. Em thử rồi. Ngon.
thét. Nó bấm thét cả nhà. Nấm gơ, nấm nấm nó ngon không? Nhà mình nó chặt chội quá mấy bạn ơi. Mấy con xuống trà luôn. Con mắt. Rồi, không muốn con. Cái cồn cũng vậy. Ngon quá. Tắm giờ mấy rồi đó. Chuối nào không ngon. Ha. Chắc tiền. Đúng béo nha các bạn. Một cái nè mình nha. Ăn kèm với tí cơm. Đây mình cũng chưa ăn cơm lắm bạn. Mình ăn đồ nhậu nhưng mà mình nướng ăn chơi các bạn ơi. Sao? Ngon.
Đó là 8 mấy rồi ta. Hôm nay mình không có ra clip các bạn ơi. Nhưng mình bữa ngày sao mình thấy mình không có thùng để ra clip nữa các bạn. Không biết không? Tình của mình nó cũng yếu à. Biến làm bạn có hai ba bạn vừa hỏi mua kênh của mình đó các bạn, mà mua rẻ quá, mua hai triệu mấy để mình quay giải trí chơi các bạn. Sắp hết rồi các bạn ơi. Mấy cục nữa hết rồi. Đây. Sắp hết rồi. Ăn cơm nữa quá trời. Rồi. Không này.
hết đồ ăn rồi mày, còn những cái đồ ăn còn rau không rồi sao ăn được hết rồi chưa. Bây giờ nha, nhân xin kết thúc clip nha cả nhà. Hẹn gặp lại cô chú và các bạn những clip sau nha. Bye bye, tạm biệt cô chú và các bạn nha.